lấy màu đào đắp đền sông núi quên thân mình. Giờ đây anh đang nơi đâu, rừng sâu hay nơi biên cương? Như biết tất cả, chào gặp lại quý khán giả của đài VNA TV tại miền Nam California trên băng tần 57.3, miền Bắc San Jose trên băng tần 16.10, trên Facebook, trên YouTube và Internet với địa chỉ VNA TV toàn cầu. Đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng của bổn đài. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi một lần nữa hân hạnh được đón tiếp các em sinh viên của trường UCLA. Hôm nay đại diện cho các em sinh viên trường UCLA là em An Nguyễn. Em An Nguyễn đến đây thư chuyện cùng quý vị về hội chợ y tế hàng năm của các em sinh viên y nha dược ở các trường đại học hợp tác với UCLA để phục vụ cộng đồng của chúng ta, những người lớn tuổi. Trước hết, thân mến chào cháu An Nguyễn. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Hội chợ y tế trực tuyến miễn phí của Hội Vietnamese Community Health tại UCLA sẽ tổ chức vào Chủ nhật ngày 15 tháng 11 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Quý vị có thể vào cái hội chợ này bằng trang web. Trước quý vị chỉ đánh vào trên Google vchbruins.com, vào trên cái trang homepage sẽ có cái link mà dẫn mình vào cái phòng đợi. Vào cái phòng waiting room thì quý vị có thể nói chuyện với yêu cầu với nhân viên trực tuyến. Sau đó nhân viên trực tuyến sẽ chuyển quý vị qua tới video call với bác sĩ và quý vị có thể tham khảo và tư vấn với bác sĩ về thắc mắc và tình hình sức khỏe của quý vị được. Và kính thưa quý vị, chúng tôi nhắc với quý vị là chúng ta sẽ có một cái ngày và quý vị luôn luôn nhớ, đó là ngày Chủ nhật 15 tây tháng 11, tức là bữa nay là thứ sáu nè, thứ sáu ngày 13, ngày này xui nữa. Thứ sáu 13 là xui lắm nè. Bữa nay thứ sáu 13, mai là 14, mốt là 15. Nếu như quý vị không rành về internet, về vô Google vân vân thì quý vị có thể nhờ các con, các cháu, các người trẻ am hiểu. Còn nếu như quý vị nào mà quá rành thì không có cần. Và quý vị vào trong đó thì nó sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết. Và cháu có thể cho biết là kỳ này các bác sĩ của mình sẽ lo những vấn đề gì cho bà con của mình, khám cái gì đó? Dạ, lần này hội chợ y tế trực tuyến của mình sẽ có bác sĩ tim, bác sĩ da, bác sĩ gia đình và người chuyên gia về tâm lý. Quý vị có thể hỏi câu hỏi gì cũng được và bác sĩ và người chuyên gia tâm lý sẽ giải thích và tham khảo với quý vị trong một cách rõ ràng bằng tiếng Việt, tại vì mọi dịch vụ của mình là làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và mọi dịch vụ của mình là miễn phí. Vâng, thưa quý vị, nhắc lại với quý vị là các em làm cái việc này luôn luôn là miễn phí. Dù trực tiếp với quý vị hay là trực tuyến cũng hoàn toàn miễn phí. Quý vị yên tâm gọi phone, cái số phone. Chút xíu nữa phần 2 chúng tôi sẽ chuyển cái số phone của các em để cho quý vị. Bây giờ cháu có thể đọc cái số phone để cho các bác ghi. Dạ, nếu quý vị có câu hỏi thì xin vui lòng gọi số 714-702-5539 và mình nói về cái câu hỏi gì của quý vị cũng được. Và chút xíu nữa chúng tôi sẽ chiếu cái số phone trên màn ảnh, chúng tôi sẽ chuyển qua để chiếu lên. Và thưa quý vị, các em, quý vị có những vấn đề về tim, về da, tất cả những bệnh về gia đình, đó, tức là tổng quát đó, tất cả cái gì cũng được hết. Rồi nội khoa và chuyên khoa tâm lý. Đó, thưa quý vị, các em cảm ơn. Wow, cảm ơn Leo đã chiếu được cái cái này trên website có phải không? Cái này là trên rồi, website. Cảm ơn. Như vậy thì quý vị lấy cái cell phone ra chụp cái này để làm chi? Để quý vị lấy cái số phone, gọi phone cho các em trả lời cho quý vị bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu như quý vị muốn tiếng nào, các em cũng trả lời được hết. Đây là một cái dịch vụ mà thưa quý vị, các em đã làm rất là lâu. Bao nhiêu lâu rồi cháu?
Dạ, hội của mình thành lập vào năm 2006, vậy mình hoạt động từ ngày hôm nay là 14 năm rồi. Vâng, thưa 14 năm thì đài VNA TV mới được có 10 năm, thì có lẽ là 9 năm thì các em mới liên lạc với đài VNA TV, và từ đó đến giờ đài VNA TV lúc nào cũng ưu ái đón tiếp các em và ủng hộ các em, quảng bá để yêu cầu giới thiệu đến với bà con khán giả tới ủng hộ. Và mỗi lần như vậy nhiều nhất các em là khoảng chừng 250 đến 300. Lần này thì vì trực tuyến cho nên các em nói chúng tôi rất là cảm động. Lần trước em, cô sinh viên em này nói với tôi là chỉ có mong được 50 tới 100, nghe thấy thương quá. Thì chúng tôi mong rằng quý vị kêu cho các em, tại vì chúng ta đối phó với con virus này chúng ta không có thể đến trực tiếp được. Bây giờ làm cái gì cũng phải qua mạng, và qua mạng đối với những người lớn tuổi thì tương đối khó khăn chứ không phải dễ dàng. Cho nên quý vị cố gắng để nhờ những đứa con cháu của mình ở trong gia đình, các em giúp cho quý vị, hay là quý vị gọi cho các em ở trên số phone 714-702-5339 này để các em trực tiếp hướng dẫn cho quý vị vào website thì phải làm sao, rồi hôm đó làm thế nào để nói chuyện với bác sĩ. Đó, cái đó là cái mà quý vị phải tập trước, phải được hướng dẫn mới làm được. Ngay chính tôi làm những cái mà thưa quý vị vô Zoom nó tôi còn lạng quạng, với cái mặt tôi nhìn nó ra làm sao á, mà tôi cũng cố gắng tôi phục vụ thôi. Tại vì hoàn cảnh mình cũng phải làm, chứ mình không thể đợi cho nó đẹp mình mới làm. Lên trên đài như thế này thì tương đối thì nó đẹp, nhất là già như tôi lên thế này thì thấy cũng còn ok. Nhưng mà vô Zoom á, thì thấy cái mặt mình nó kỳ cục lắm. Nhưng mà cũng không có sao, miễn làm sao đó, cái tâm của mình là muốn phục vụ cho cộng đồng. Quý vị có việc cần đến mấy em thì quý vị cố gắng để vô được cái cách để trực tuyến cho các bác sĩ khám bệnh, và quý vị tha hồ mà đặt những câu hỏi, những thắc mắc hay những băn khoăn về sức khỏe của mình nếu mình có vấn đề. Hoàn toàn miễn phí, quý vị nhớ, hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, Đại học UCLA là một đại học trong đó có cũng khá đông các em sinh viên cũng như giáo sư người gốc Việt mình cũng có góp mặt ở trên UCLA. Các em không phải chỉ có sinh hoạt với cái UCLA không, các em còn có liên hệ với những em sinh viên y nha dược của các trường lân cận. Năm nay thì em có thể cho biết là mình có bao nhiêu bác sĩ sinh viên để lo về trong hội chợ y tế này? Dạ, năm nay vào cái hội chợ y tế của mình sẽ có 7 người bác sĩ và khoảng 20 người sinh viên mà giúp quý vị vào cái trang web để tham khảo với bác sĩ. Lần này tại vì làm trực tuyến là mình không có cần nhiều nhân viên như hôm trước, mà mình còn mời quý vị qua tới kiểm tra sức khỏe, tại vì kiểm tra sức khỏe là rất là một cái chuyện quan trọng, nhất là trong cái thời gian COVID. Vâng, thưa quý khán giả, mấy lần trước nó không có con virus này đó, thì các em có một cái chương trình mà tôi thích lắm, rất là thích, tại vì chương trình này đã được các em hướng đạo sinh tới để phụ giúp chăm sóc trẻ. Tại vì người lớn tuổi mà cuối tuần đó hay giữ cháu ngoại cháu nội, không phải là cái job nhưng mà nó là một cái tình thương, muốn giữ con cháu của mình, cháu nội cháu ngoại của mình được ôm ấp ở trong lòng, săn sóc cho nó ăn, để tập cho nó tiếng Việt hay là tập cái văn hóa Việt Nam. Nhưng mà đi khám thì làm sao, phải mang các em theo, các cháu nhỏ chút xíu đó theo thì làm sao đi khám được. Thì các em này đi kiếm đồ chơi tặng quà, rồi có computer, có game cho các em chơi ở đó, rồi các hướng đạo sinh và sinh viên chấm vô để giữ các em đó cho an toàn. Quý vị thấy cái hình ảnh rất là hay. Năm nay chúng ta không có được cái việc đó. Năm nay vì tình hình COVID, mình sẽ tổ chức một cái hội chợ y tế trực tuyến miễn phí trên mạng qua hệ thống video call vào Chủ nhật ngày 15 tháng 11 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Ở hội chợ này mình sẽ có tham khảo với bác sĩ, mình sẽ có bác sĩ gia đình, bác sĩ tim và người chuyên gia về tâm lý. Quý vị nếu có câu hỏi gì, thắc mắc gì thì tới nói chuyện và hỏi câu hỏi cho những cái người bác sĩ được. Và quý vị có thể nói chuyện với người bác sĩ và người bác sĩ sẽ giải thích về những cái thắc mắc của quý vị về tình hình sức khỏe. Cảm ơn cô sinh viên An Nguyễn. Kính thưa quý khán giả,
UCLA là một trong những đại học nổi tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ. Các em phải hội đủ một số tiêu chuẩn mới được nhận vào UCLA. UCLA cùng một số trường đại học lớn của Hoa Kỳ đã bị khó khăn khi có những quy định khắt khe với những người Á Châu, cho nên có nhiều vụ kiện không ở UCLA nhưng mà ở những trường lớn như là Harvard thì cũng đã khó khăn. Quý vị biết là muốn vô được UCLA phải có những điều kiện, cho nên trong lòng của nhiều cha mẹ Việt Nam nhất là thích về ngành y nha dược thì có lẽ đây là một trong những trường mà thích hợp vì gần nhà mà là nổi tiếng. Còn ai mà tôi nghĩ thôi, cái này tôi nghĩ không biết có đúng không, có trạch thì cháu nói lại nha. USC đó thì có vẻ như là người ta thích về nha sĩ hơn phải không? Ở bên USC á. Dạ, cái trường nha sĩ của bên USC cũng nổi tiếng nhiều, mà ở UCLA thì người ta thích đi tới cũng nổi tiếng hơn đó phải không? Tức là trường nào cũng nổi tiếng hết, nhưng mà hai trường đó nó gần mình. Ông bà cha mẹ thì muốn gần con cháu, muốn lái xe nửa tiếng hay là một tiếng mỗi tuần gặp được con cháu đỡ nhớ, cho nên là quý vị cũng thích các em học ở đó. Còn gần hơn nữa vì UCI ở đây cũng rất là nhiều trường, nhưng mà UCLA thì nổi tiếng. Và tại vì tôi muốn nịnh UCLA là tại vì tôi cũng có mối liên hệ, là con chúng tôi ngày xưa cũng có một cháu học ở đây, cho nên chúng tôi rất ưu ái UCLA. Là không phải là con mình học đó mình ưu ái, nhưng mà cái việc làm của các em. Thưa quý vị, ở tại vì chương trình này sẽ được phát trên toàn cầu, cho nên chúng tôi muốn thưa để hân hạnh để nói với quý vị biết, nhất là những quý vị ở bên Việt Nam, chúng tôi ở Hoa Kỳ thì các em nó đi học với xã hội Mỹ, học ở trường Mỹ, văn hóa Mỹ, tất cả gần như là 99% các em sống đời sống Hoa Kỳ, cho nên cha mẹ ông bà là cái lớp lớn như chúng tôi đó vẫn tha thiết ôm các con vào trong lòng, gần các con được lần nào quý chừng đó, và muốn các con nó tiếng Việt nhiều chừng nào trong bụng mừng chừng đó. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi rất là vui khi mà được làm một chương trình, lâu lâu mới có các em trẻ như An Nguyễn, cô sinh viên thứ tư của trường đại học UCLA, và cô trong tương lai cô cho biết là cô sẽ đi theo ngành bác sĩ, thì chút xíu nữa chính cô sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi trở lại với quý vị là cho quý vị ở khắp nơi biết rằng các em dù sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng các em gắn bó với những người trong gia đình, trong cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng. Đây là một việc, nếu như tôi có cả 10 ngón tay, tôi phải đưa hết lên 10 ngón tay để ủng hộ các em. Và chúng tôi rất mong là quý khán giả của đài ủng hộ các em bằng mọi cách để cho các em lên tinh thần, để các em tiếp tục phục vụ quý vị. Và bây giờ chúng ta còn 2 phút. Bây giờ hỏi em nhé, em trong tương lai em muốn làm cái gì, cháu muốn học cái gì? Dạ, trong tương lai cháu mong muốn trở thành một cái bác sĩ tốt mà nói được tiếng Việt, tại vì cháu thấy là khi sự giao tiếp giữa cái người bệnh nhân và bác sĩ rất là quan trọng. Và trong cái cộng đồng người Việt Nam là mình có nhiều người ông bà cô chú mà không biết nói tiếng Anh được, nên cháu muốn trở thành một cái bác sĩ tốt mà có thể nói tiếng Việt và giao tiếp với cái cộng đồng người Việt Nam được, để cháu có thể giúp đỡ cái cộng đồng người gia đình của cháu. Vâng, thưa quý vị, tôi rất cảm động khi mà nghe những lời của một em trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ mà có một ước mơ và đương thực hiện giấc mơ đó. Gia đình em thật là hạnh phúc và trời Phật sẽ phù hộ cho những ước nguyện của em được thành. Ước nguyện của em là kiếm cơm, thưa quý vị, làm nghề gì cũng kiếm cơm được hết. Nhưng mà em nói một câu mà tôi chú ý, mà tôi muốn nhắc là lần trước tôi cũng hỏi em câu này, bây giờ tôi nhắc lại là tại sao? Tại vì các em nghĩ rằng các em tự hào em nói được tiếng Việt Nam rất là sành, để tạo một sự thông cảm giữa bệnh nhân và bác sĩ, nhất là bệnh nhân lớn tuổi. Trở ngại về ngôn ngữ, những danh từ y khoa ngay chính tôi cũng phải ra từ điển để gặp bác sĩ Mỹ. Bây giờ có bác sĩ Việt Nam rồi thì không có sao. Nhưng mà thưa quý vị, cô An Nguyễn này sẽ
trở lại năm tới chắc hết rồi, năm tới là đâu có trở lại nữa phải không? Dạ chắc là năm 2021 là mới trở lại được. Vâng, và còn một lần nữa trong năm nay cũng làm hội chợ trở lại một lần nữa. Và bây giờ cháu có thể chào tạm biệt khán giả đi. Dạ, xin chào mọi người. Cháu rất là cảm ơn bác và đài VNA TV đã bảo trợ cái hội chợ và hội Vietnamese Community Hub của mình. American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu.